pháp lâu dài vẫn chưa thấy, và thì giải pháp này rất phức tạp, bởi vì hiện nay giữ nguyên trạng, tức là thời gian vừa qua đấy, Azerbaijan đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở đây mà bị họ bị mất trong cuộc chiến 1992-94, và những cái vùng họ kiểm soát hiện nay thì liệu người Armeni có rời khỏi những cái vùng do Azerbaijan kiểm soát không, rồi là người Azerbaijan có vào đấy để định cư hay không, thì tất cả những vấn đề chưa rõ, và có thể nói là mâu thuẫn về tranh chấp ở đây đòi độc lập, rồi là mâu thuẫn giữa người Azerbaijan và người Armeni cũng quy chế chung của vùng Nagorno-Karabakh mà họ đòi độc lập tách khỏi Azerbaijan ấy, thì vẫn chưa được giải quyết, chưa được đề cập trong tuyên bố của ba nước Nga, Armeni và Azerbaijan. Cho nên giải pháp lâu dài là còn phải chờ đợi cũng lâu dài nữa, những cái nỗ lực phối hợp ngoại giao giữa ba bên và nhiều bên để mà tìm kiếm giải pháp lâu dài. Cho nên trước mắt tôi có thể nói là chưa thể tin tưởng là việc này đã chấm dứt xung đột và bảo đảm một cái hòa bình lâu dài ở khu vực này. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát về những phân tích vừa rồi ạ. Thông tin quảng cáo. 19 độ kinh đông trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Giọng đọc đến với chương trình Nước uống tốt sức khỏe vàng được phát trên kênh FM 90. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở. Như thói quen lại mất điểm vô cùng. Trời đất ơi, tôi tại sao lại cơ mê để sẵn sàng đón chờ một ngày cuối tuần thật. Schluss zur Ernennung einiger Posten der Regierung. Dieses Jahr mit COVID-19 for 72 days. And talent seizes nearly one. Gondrim đúng là tốt lắm. Thành phần chính của nó là cao nữ lam kết hợp với năm chín tô min độc quyền, an toàn cho sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gondrim hỗ trợ giúp ngủ ngon, hỗ trợ giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi khi thức dậy. Tổng đài miễn cước 1800 6955. Sản phẩm được tiếp thị và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn Bằng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm công lý đi hả? Vâng, sáng sớm mà đã vai với gáy thế. Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với? Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Anh bị đau lưng, mỏi gối tê tay, anh dùng 2 tháng nữa ngay tức thì. Ôi trời ơi, nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau. Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, vừa không có tác dụng phụ, nên chú cứ yên tâm nhé. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình. Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thank you.
quý vị và các bạn tiếp tục đến với các nội dung đáng chú ý trong 30 phút tiếp theo của chương trình theo dòng thời sự này. Bình Dương kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm các sai phạm ở lĩnh vực đất đai, hạn chế tình trạng người dân sập bẫy dự án bất động sản ảo. Các ngân hàng thương mại bắt đầu thực hiện chương trình giảm lãi suất cho khách hàng tại các tỉnh miền Trung. Liên Hợp Quốc cảnh báo mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên toàn cầu. Và ngay sau đây sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội biểu quyết luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, luật cư trú sửa đổi, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, luật thỏa thuận quốc tế, nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt ở khu vực đông dân cư thuộc các đoạn đường sắt có tốc độ và mật độ chạy tàu cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 13 trên Biển Đông sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và dự báo đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trên biển, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11.